nhà cấp 4 mái Thái đẹp tiêu biểu đi lên từ phong cách thiết kế truyền thống. Qua những đôi bàn tay của các kiến trúc sư đã tạo nên một tổng thể công trình nhà cấp 4 đẹp vô cùng mới lạ và đặc biệt. Ngày hôm nay, kiến trúc sư Kisa Toshin được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái Thái được lên ý tưởng cho gia đình anh Hải ở Thanh Hóa. Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về công trình trong video này nhé. Sau khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư qua hotline, chúng tôi đã cử ngay đội khảo sát thiết kế xuống khảo sát địa hình, địa thể, hướng đất. Sau một thời gian sáng tạo và thống nhất với ý kiến của chủ nhà, từ dữ liệu thu thập được, các kiến trúc sư của Kisato đã đưa ra mẫu thiết kế mặt bằng phù hợp với khuôn đất diện tích nhà anh Hải. Ngôi nhà với chiều cao xây dựng là 8,41m, tầng 1 cao 4,1m, với công năng phù hợp với nhu cầu và sở thích, đảm bảo sự tiện nghi trong quá trình sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo mặt bằng công năng dưới đây. Ngôi nhà được các kiến trúc sư thiết kế với chiều rộng 10,05m và chiều dài 14,45m. Từ sảnh chính đi vào là phòng khách rộng 26,36m², phòng thờ với diện tích 8,5m², phía bên phải là phòng ngủ 1 có diện tích 15,38m², phòng ngủ 2 với diện tích 14,92m², đi vào trong là phòng bếp ăn có diện tích 24,69m², phía bên phải là phòng ngủ 3 với diện tích 15,15m², phòng vệ sinh chung có diện tích 2,77m², phòng tắm diện tích 4,51m². Ngoại thất mẫu nhà cấp 4 mái Thái đầy cuốn hút với sự phối hợp hài hòa màu sắc vô cùng khéo léo, tông màu xanh nhạt chủ đạo kết hợp với màu xanh đậm của hệ mái Thái, tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ, thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế mái Thái giật cấp với khối đua rộng và độ dốc khá cao, giúp công trình thêm cao giáo, sang trọng và giúp việc thoát nước mưa trở nên dễ dàng hơn. Mẫu nhà cấp 4 mái Thái được thiết kế theo phong cách hiện đại, cân đối và kiên cố. Tại các khối chân tường được ốp đá cùng các bậc ngũ cấp, hệ thống cột trụ tương đối lớn, xung quanh nhà được thiết kế khoảng không gian thoáng đãng để trồng cây xanh tô thêm vẻ đẹp trong ngôi nhà. Cửa chính phụ khung gỗ nâu trầm kết hợp kính giúp tăng lên vẻ sang trọng. Ngôi nhà thiết kế hai sảnh chính phụ cùng hệ cửa sổ đan xen, đối xứng nhau tối đa hóa việc đón nhận nguồn sáng tự nhiên cùng gió mát vào nhà, mang đến một không gian nhà ở thông thoáng mát mẻ. Ngoài ra, thiết kế hai sảnh còn thuận tiện cho việc đi lại của các thành viên trong gia đình trong mọi không gian. Các cửa sổ làm bằng chất liệu nhôm sinh pha kết hợp kính, mang tính ứng dụng cao giúp chống nóng chống ồn, màu sắc khung cửa cũng được lựa chọn màu hài hòa với màu sắc tổng thể công trình. Công trình này chúng tôi thiết kế một sảnh phụ uống trà, hóng mát cho gia chủ ở mặt tiền rất sang trọng, là điểm nhấn không thể rời mắt của công trình. Để tô điểm cho không gian ngoại thất thêm phần lãng mạn hơn, các kiến trúc sư đã đặt bồn hoa trước mặt tiền và bên hông nhà. Những bông hoa đa sắc màu thi nhau đua nở mang đến nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày cho gia chủ, rất phù hợp với những gia chủ có tình yêu đặc biệt với thiên nhiên hoa lá. Nếu quý bạn cũng đang cần tìm kiếm cho mình một mẫu nhà đẹp, hãy đến Kisato với đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà ở trên khắp 63 tỉnh thành, đảm bảo sẽ mang đến cho gia đình bạn những mẫu nhà đẹp nhất, bắt kịp với xu thế thời đại nhất. Còn chần chừ gì nữa, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0963 459 288.